cuộc đời chỉ là sự hình dung và tưởng tượng. Cái quái gì vậy? Hình dung tưởng tượng mà ra thì ai chẳng hình dung tưởng tượng nhỉ? Hay là mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực? Ai mà tin được? Chẳng nhẽ ung thư cũng có chủ đích tích cực à? Trong 33 tư duy xuất chúng, cô Lanh đã thuê 5 người thiết kế rất giỏi để thiết kế cái bộ 33 tư duy xuất chúng. Nhưng không ai thiết kế được, nên cuối cùng đây là bản thiết kế của bạn Đông Timor. Bạn Đông ấy, bạn Đông mà chăm sóc các anh chị ấy, bạn ấy là tư vấn viên đấy, hỗ trợ cô Lanh, trợ lý của cô Lanh. Mà cuối cùng thì bạn Đông lại là người thiết kế, bởi vì đi thuê không có được các anh chị ạ. Đông là người thiết kế 33 cái tư duy này. Thôi thì đành phải thiết kế theo cái hình ảnh ngọn núi trèo lên vậy. Còn đi thuê không ai thiết kế được. Bởi vì sao? Chị Huyền nâng tầm, đúng vậy cô, em đau lắm cô ạ. Thế thì mình đã nói rồi, các anh chị nâng tầm ấy là nỗi đau đủ lớn. Nỗi đau đủ lớn. Và các anh chị, cái sự thông tuệ bên trong các anh chị cực kỳ tuyệt đỉnh, nên các anh chị mới nhận ra hành trình nâng tầm để mà sống chết phải học nó. Các anh chị đang học nâng tầm à? Nên cô Lanh ngưỡng mộ các anh chị lắm, cực kỳ ngưỡng mộ, bởi vì trí tuệ của các anh chị rất cao siêu. Nhưng chẳng qua đời này kiếp này mình vướng quá nhiều nỗi đau, nên là mình đã nhìn thấy nó. Nên là chúc mừng các anh chị lắm đấy. Đây, bộ tư duy đây. Tại sao mà thuê 5 người thiết kế mà mỗi một người cô Lanh đều ngồi hàng nửa ngày để nói về cái tư duy này, mà họ cuối cùng họ phải trả cô Lanh. Họ bảo xin lỗi chị, chứ em nhận 10 ngày hoặc 20 ngày rồi em không thiết kế nổi. Họ không hiểu được các anh chị ạ. Đây này, tư duy đây này. Cuộc đời chỉ là sự hình dung và tưởng tượng. Cái quái gì vậy? Hình dung tưởng tượng mà ra thì ai chẳng hình dung tưởng tượng nhỉ? Hay là mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực? Ai mà tin được? Chẳng nhẽ ung thư cũng có chủ đích tích cực à? Ung thư đến để làm gì? Thế cô bảo em gọi ung thư đến á? Thế chủ đích tích cực của ung thư là gì? Nghe mà thấy vô lý. Các anh chị có thấy vô lý không? Khi mà nói là ung thư mà cũng lại có chủ đích tích cực. Bỏ vợ bỏ mà có chủ đích tích cực á? Người yêu bỏ mà có chủ đích tích cực á mùi? thì mới có cái cuốn sách kia kìa. Đâu rồi mùi? Ung thư không phải là bệnh, mà nó là một cơ chế chữa lành. Bởi vì bạn từ xưa nay bạn đã không yêu cơ thể của bạn, bạn ghét bỏ cái cơ thể của bạn nên ung thư nó đến. Thế thôi. Bạn không biết trân trọng người vợ của bạn nên vợ bạn bỏ đi. Thế thôi. Và rồi bạn lấy vợ hai thì bạn học được bài học là phải trân trọng cô ấy hơn. Nên là mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực. Bạn đau bụng á? Đau bụng có chủ đích tích cực không? Có chứ. Bạn béo phì á? Béo phì có chủ đích tích cực không? Có luôn. Có luôn đấy nhá. Có một cô làm luật sư. Cô ấy béo 97 cân. Luôn. Mà rất là giàu, mà có tiền. Khi cốt ra, tại sao cô lại béo như thế? Thì cái ngày bé ấy, cô ấy chơi búp bê. Cô ấy thích chơi búp bê lắm. Và bố cô nói là cô ấy thích chơi búp bê và trang điểm cho búp bê. Thì bố cô nói là thôi đừng có chơi cái trò chơi trang điểm đấy con ạ. Đừng có trang điểm. Mình mà đẹp ấy là đàn ông xấu họ đến đấy. Mình mà đẹp là đàn ông xấu họ đến. Thế rồi cô ấy giao tiếp với chính mình rằng ô thế thì mình xấu đi. Tại vì nếu mà mình đẹp thì mình thút những người đàn ông xấu, vậy mình xấu đi. Thế là cơ thể của cô béo quá, béo quá, béo quá, 97, 98 cân. Các anh chị thử tưởng tượng một người phụ nữ cao 1m6 mà 97, 98 cân. Thì ai mà yêu cô ấy cũng phải dũng cảm lắm đấy. Đúng không ạ? Đó, nó là như vậy đấy. Nên là mỗi một cái hành vi đều có chủ đích tích cực. Béo nó cũng có chủ đích tích cực, gầy nó cũng có chủ đích tích cực. Cái gì nó cũng có chủ đích tích cực luôn ạ. Các anh chị ạ, mà mình không biết, mà mình cứ chửi bới nó, mình nguyền rủa nó. Thế bây giờ các anh chị biết làm thế nào để mà mỡ nó đi không?
làm nào mỡ đi không? Ôi dồi ôi, sao mình béo thế này nhở? Ôi dồi ôi, sao mình nhiều mỡ thế này nhở? Tôi yêu mỡ. Tôi yêu mỡ. Có người thể dục hì hục nó cũng không đi á, vì cái giao tiếp này này. Thế nên là cô Lanh mới nói là nỗ lực tối thiểu còn thành quả thì tối đa. Tôi yêu mỡ nhá, phải yêu cái bạn mỡ đấy. Và rồi mỡ ơi, bé lại, bé lại, bé lại. Kiểu kiểu như vậy á, các anh chị ạ. Có chị hỏi thì lại làm sao tăng cân. Thế chị nào muốn mỡ, tốt nghiệp mỡ? Chị nào muốn tốt nghiệp mỡ thì comment số 8 đi xem nào. Chị nào muốn tốt nghiệp mỡ thì phải yêu mỡ nhá. Ghét nó là nó không có đi đâu. Tôi yêu mỡ. Mỡ ơi, bé lại, bé lại, bé lại. Và cho tôi tốt nghiệp nhá. Cho tôi tốt nghiệp nhá. Thích học với cô quá hả? Đấy, mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực hết đấy, các anh chị ạ. Tốt nghiệp mỡ nhá. Trong cái nhóm 66 ngày giao tiếp ấy, từ mai thêm cái đấy vào. Thế bây giờ nha, nếu là ung thư nhá, thì đừng có ghét bỏ nó, đừng có khó chịu với nó, đừng có nguyền rủa nó, đừng có tức giận với nó, mà phải yêu nó, ôm ấp nó, yêu thương nó, hòa hợp nó, và rồi xin tốt nghiệp, các anh chị ạ. Đó, tư duy đấy. Mỗi hành vi đều có chủ đích tích cực. Ồ, sao mà hiểu được nhở? Rồi đến tư duy số 8. Hành vi không phải là con người của họ. Ngày buổi sau nhé. Buổi sau chị Kim Loan, em cười mỏi hết cả miệng. Hành vi không phải con người của họ đấy. Rồi mọi thứ chỉ là sự phản hồi. Hay lắm các anh chị ạ. Hay là năng lượng tuôn chảy đến nơi có sự tập trung. Nếu mình biết cái điều này thì mình ra nhiều thứ lắm các anh chị ạ. Hay khi bạn nói bạn không thể làm điều gì đó, điều đó có nghĩa là bạn không muốn làm nó mà thôi. Bạn nói là khó lắm, em không làm được. Bạn đang nói dối tôi đấy. Khi bạn nói bạn không thể làm được điều gì đó, điều đó có nghĩa là bạn không muốn làm nó mà thôi. Còn nếu bạn muốn làm, nhất định bạn sẽ làm được nó. Còn bạn nói bạn không làm được là bạn đang nói dối tôi đấy. Nhiều lắm các anh chị ạ. Rất rất nhiều. Và rồi tư duy cuối cùng, tư duy số 33. Chưa có gì xảy ra cả. Chưa có gì xảy ra cả. Các anh chị ạ. Đấy. Học hoài, học mãi, học tận 32 tư duy. Đến tư duy số 33, cô dạy một tư duy chót. Chưa có gì xảy ra cả. Thế chứ. Thế đấy là level của các anh chị nâng tầm. Còn tại sao cô đây muốn tất cả các anh chị đều học được kiến tạo? Bởi vì kiến tạo cô Lanh sẽ trích ra, tách từ cái hành trình nâng tầm ra. Nâng tầm thì nó có cả một cái bộ này để phải học nâng tầm. Đây là cái con đường thành công của các anh chị nâng tầm. Nhưng mà kiến tạo thì cô Lanh cũng tách ra. Nâng tầm 1 năm thì kiến tạo 2 tháng cũng tách ra cho các anh chị, để các anh chị cũng được cập nhật bản đồ, để các anh chị cũng được cập nhật tư duy xuất chúng, để các anh chị cũng được coaching làm sạch, để các anh chị cũng được kiến tạo hành vi mới. Đấy là ngọn núi thứ tư. Đấy là hành trình kiến tạo của các anh chị đấy. Học phí của nâng tầm là 200 triệu, học phí của kiến tạo là 15 triệu, đăng ký thời điểm này là 7.990.000 đồng. Và đấy là lý do mà cô Đanh muốn ai cũng phải học nâng tầm. Vì ai cũng học được nâng tầm. Vì ai cũng học được luôn á. Khi mà mình học là mình sẽ học 8 buổi nhé, các anh chị nhé. 8 buổi trong vòng 2 tháng, mỗi tuần 1 buổi đấy. Mình học trực tiếp qua Zoom nhé. Và mình bắt đầu học từ bao giờ đấy thầy Hoan?
20 tháng 12 này luôn à? Hôm nay là 10 mấy? 14 à? 14. 20 tháng 12 này mình khai giảng các anh chị nhé. Học từ 20 giờ đến 22 giờ. Đúng rồi. Đầu tiên mình cập nhật bản đồ để đánh thức cái con người tuyệt vời bên trong mình. Con người tràn đầy yêu thương, nội lực, bản lĩnh mạnh mẽ bên trong mình. Thứ hai là các anh chị được cài đặt hệ tư duy của những người xuất chúng. Thứ ba là cái hành trình ngọn núi thứ ba này, là cốt chữa lành. Thì mình sẽ được giải phóng ký ức bực bội, lo âu, tự ti, sợ hãi và buồn chán. Đấy. Và rồi mình được kiến tạo hành vi mới, tự tin, bản lĩnh và kiến tạo cả cái hành trình khóa, cái quy trình sức khỏe cho các anh chị. Quy trình sức khỏe ấy. Và hình như là cô Anh có nhớ là cô Anh tặng cái gì cho các anh chị kiến tạo này hay sao ấy. Cái quy trình chữa lành nỗi đau hay cái gì đấy. Đấy. Có một quy trình mà cô Anh hứa tặng là các anh chị quy trình chữa lành nỗi đau đấy. Nên đây là hành trình của các anh chị kiến tạo đấy. Và chúng ta được vào nhóm hỗ trợ thực hành bài tập trong 60 ngày. 2 tháng đấy, mình sẽ thực hành bài tập trong 60 ngày. Đấy là hành trình kiến tạo của chúng ta. Đấy. Thế là mình sẽ tốt nghiệp được vấn đề, tốt nghiệp được sự kiện, tốt nghiệp được con người. Các anh chị đang ở cái tầm như thế này và các anh chị giải quyết vấn đề thấy nó mệt mỏi quá, khó khăn quá. Đúng không ạ? Và mình lúc nào mình cũng phải căng cái con người mình lên để mà gồng gánh mọi thứ. Nhưng mà khi mà các anh chị lên kiến tạo thì các anh chị đã lên một cái nấc thang mới hoàn toàn rồi. Nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề một cách khác, sống theo một cách khác, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi một ngày. Và điều gì xảy ra khi các anh chị trở thành phiên bản tốt hơn của mình? Thì mọi thứ nó đến thôi. Mọi thứ đến trong cuộc đời của mình, các anh chị ạ. Đấy, đấy là hành trình kiến tạo. Thế anh chị nào mong muốn mình được tham gia hành trình kiến tạo thì comment kiến tạo cộng số điện thoại. Kiến tạo cộng số điện thoại. Các anh chị đang nghe rõ chưa ạ? Nếu nghe rõ thì comment số 1. Yes, nghe rõ mà. Và cuộc đời này, tự mình tặng cho mình một hành trình để thay đổi chính mình, một hành trình để kiến tạo hành vi mới của mình, một hành trình để mình có cơ hội được chữa lành, một hành trình... Con anh cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Trong cái hành trình đấy thì các anh chị làm ra nhiều tiền hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này các anh chị không tiêu năng lượng nữa. Các anh chị không tiêu quặng nữa. Tiêu luôn từ lúc nó thành quặng nữa rồi. Các anh chị sẽ được tích lũy năng lượng mỗi thời khắc. Và đương nhiên năng lượng thì tạo ra ngân lượng, thì mình tạo ra tiền thôi. Khóa này thì cần gì phải đặt hàng vũ trụ. Khóa này có 7.990.000 đồng thôi mà. Ai chẳng học được. Ai cũng học được mà. Khóa này á, là ai cũng học được luôn á. Đúng rồi. Rồi, và khi các anh chị đăng ký rồi thì các anh chị làm một việc thật lớn lao trong cuộc đời mình. Đấy là chuyển khoản 7.990.000. Khi mà các anh chị chuyển khoản được ấy, là các anh chị cảm thấy hạnh phúc vô bờ luôn. Hạnh phúc lắm luôn ấy. Chị Ái Vân á, chị chuyển khoản được 200 triệu trong quá trình nâng tầm. Chị, ui, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Cực kỳ sung sướng và hạnh phúc. À, em nghèo quá, không có tiền học à, không có khả năng học à? No. Nghèo không phải là nguyên nhân. Các anh chị, người nghèo nhất trên thế giới không phải là người không có tiền, mà là người không có giấc mơ. Nhờ có giấc mơ mà con người trở nên vĩ đại. Người vĩ đại là người biến giấc mơ thành sự thật. Tiền, không có tiền không phải là nghèo đâu.
Các anh chị ạ, tất cả chúng ta có tiền, cô Lanh hỏi tất cả những anh chị học nâng tầm có tiền 200 triệu học nâng tầm, hoặc tất cả những anh chị đang có tiền nhưng có trẻ chưa tham gia học, đã thời khắc nào các anh chị khánh kiệt chưa thì comment số 9. Có thời khắc nào các anh chị khánh kiệt chưa? Không có một đồng nào. Rất nhiều, đúng không ạ? Cực kỳ nhiều. Nên là càng không có thì càng phải học, càng khó khăn thì càng phải học, càng không biết rẽ vào con đường nào thì càng phải học. Bởi vì tiền nó không phải là nguyên nhân, nó là quả thôi. Nguyên nhân là cái bên trong mình đã đủ giàu chưa, đủ trí tuệ chưa, đủ mạnh mẽ chưa. Tại sao bạn không dám làm những việc ra tiền? Bởi vì bên trong bạn có nỗi sợ hãi. Bởi vì bạn đang không ghi nhận chính mình, bạn không biết cách giao tiếp với chính mình, nên bạn bị kẹt ở cái đấy. Chính vì vậy mình phải gỡ nó ra. Còn nếu mà đi vay tiền để tiêu ấy thì rồi bạn vẫn kẹt mãi mà thôi. Mà bạn hãy làm nhiều hơn có khả năng tiêu, làm ra nhiều hơn có khả năng tiêu. Bởi vì bạn biết rồi, gốc là ở đây này, kho báu bên trong bạn, mỏ vàng ở bên trong bạn. Nhiệm vụ của bạn phải gia tăng công cụ để khai thác nó. Các anh chị đồng ý với cô Lanh không? Nhiệm vụ của mình phải gia tăng cái công cụ để khai thác cái kho báu bên trong mình chứ. Nên có những người 100 triệu là vấn đề, nhưng có những người 100 tỷ mới là vấn đề. Thì phải gia tăng trí tuệ của mình, công cụ để mình khai thác cái con người bên trong mình. Yes, tốt lắm các anh chị. Nên là càng như vậy thì mình càng phải học. Tất cả chúng ta đều đi từ con số 0 hoặc âm. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Để giúp các cha mẹ có tư duy nuôi dạy con cái thông minh, bản lĩnh, tự tin, cô Lanh đã tạo ra 10 video giúp con chủ động, tự tin và bản lĩnh. Vì thế, để nhận được món quà tuyệt vời này, các anh chị hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube Nguyễn Thị Lanh và sau đó comment xuống phía dưới là tôi đã đăng ký. Bộ phận hỗ trợ sẽ gửi món quà tuyệt vời này đến cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với cô Lanh vào Viện Minh Trí Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.